Rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ phần thông tin thương mại vừa rồi cho chương trình truyền hình của SET. Và sau đây là những bản tin Việt Nam và cộng đồng. Quý vị rất thân mến, Tết của truyền cận kề, nhà cầm quyền Việt Nam quan tâm đón người Việt ở hải ngoại về, tin Việt Nam. Theo báo Thanh Niên ngày 9 tháng 12 năm 2021 loan tin, ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu Tổ công tác số 5 Bộ phải báo cáo nhu cầu về nước của người Việt ở ngoại quốc, cũng như những người Việt đang bị kẹt ở ngoại quốc để đáp ứng nhu cầu này của người dân khi Tết cổ truyền sắp đến. Ông Đam yêu cầu Bộ Y tế Việt Nam phải ban hành hướng dẫn mới về cách ly, theo dõi đối với người nhập cảnh trước ngày 15 tháng 12, phải cách ly tương tự như người từ vùng dịch đến địa phương khác trong nước. Như đối với người đã chích ngừa đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ được tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Còn người chưa chích ngừa vaccine cho COVID-19, phải có cơ sở cách ly trong nước và tổ chức thêm chích ngừa vaccine. Ông Đam ra lệnh cho Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị mở lại các đường bay quốc tế có tiến trình để người Việt Nam ở ngoại quốc có đặt chỗ. Theo truyền thông trong nước hiện nay thì người Việt ở hải ngoại muốn về nước phải tốn ít nhất là vài chục triệu đồng, thậm chí là 270 triệu đồng để mà chi trả chi phí cách ly. Kính thưa quý vị, nhiều người phải quá cảnh về Cambodia rồi mới về được Việt Nam qua đường bộ. Trước lệnh trên của ông Vũ Đức Đam, dư luận cho rằng hiện nay nhà cầm quyền đang rất cần tiền nên họ nhắm đến nguồn tiền của người Việt ở hải ngoại, chứ không có gì tốt đẹp tử tế ở lệnh trên của ông Đam, kính thưa quý vị. Quay sang một bản tin khác, một nhân viên y tế xe Oplaus bỏ việc vì chống dịch cả năm mà vẫn bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, tin đến từ Việt Nam. Theo trang mạng xã hội Facebook, Việt Nam đang xôn xao đoạn video có nội dung vì quá bất mãn, vì bị chèn ép nên một thanh niên y tế đã cởi áo blouse rồi xé vứt vào cổng cơ quan. Theo báo Người Lao động, sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 12 vào năm 2021. Nhân viên y tế trong đoạn video làm việc tại trạm y tế xã Cư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Krông Búc đã họp bình xét đánh giá cuối năm đối với nhân viên y tế thuộc đơn vị. Cho đến chiều ngày 7 tháng 12, họ ra thông báo kết quả họ bình xét, thì nam nhân viên y tế trong đoạn video nhận được thông báo xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021. Sự việc trên đã khiến cho anh bất mãn đi ra trước cổng trạm y tế nói rằng anh rất yêu chiếc áo blouse trắng, nhưng giờ anh phải nói lời tạm biệt với nó. Và sau đó nhân viên y tế cởi áo ra xé rồi vứt vào cổng cơ quan. Quý vị rất thân mến, nguyên nhân được anh giải thích rằng do ông Trần Thuận, giám đốc trung tâm y tế huyện Krông Búc, độc đoán, chuyên quyền, luôn chèn ép anh khiến anh bất mãn phải bỏ nghề. Trước đó vào năm 2020, anh cũng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi sự việc trên gây xôn xao dư luận, lãnh đạo trung tâm y tế huyện Krông Búc cho biết do năm nhân viên y tế trên đã vi phạm hai lỗi là chích ngừa nhầm mũi số 2 vaccine AstraZeneca cho một người dân, trong khi đó người này chích ngừa mũi số 1 là vaccine Verocell của Trung Cộng. Tuy nhiên dư luận lại cho rằng chính Bộ Y tế Việt Nam đã đề nghị các tỉnh xem xét chích ngừa trộn các loại vaccine phòng COVID-19, kính thưa quý vị. Quay sang một bản tin khác, khách sạn Dos Hà Nội Golden Lake phục vụ món bò giác vàng khiến dư luận dậy sóng. Được biết là một khách sạn tại Việt Nam đang bày bán món bò giác vàng, trưa doanh thu hút sự quan tâm của dư luận sau sự kiện Bộ trưởng Công an Việt Nam, ông Tô Lâm, được quay lại cảnh thánh rắc muối đúc ăn món này tại một nhà hàng ở London, nơi mà món bít tết có giá hơn 1.319 Mỹ Kim. Khách sạn Dos Hà Nội Golden Lake đã có một cuộc lột xác vào năm ngoái khi mà chủ nhân bất động sản này quyết định cho giác vàng mọi thứ từ bồn tắm đến nhà vệ sinh. Quý vị rất thân mến, giờ đây trong kế hoạch làm mới thương hiệu, khách sạn đã đổi tên một trong những khu ăn uống của mình thành Golden Beef Restaurant và đưa món bò giác vàng một thời chiếm sóng dư luận tại Việt Nam vào thực đơn. Với giá khoảng 45 Mỹ Kim cho một phần một người ăn, ông Nguyễn Hữu Đường, cựu chiến binh và từng là người đạp xích lô, hiện là chủ tịch công ty Hòa Bình cho biết, mặc dù khách sạn đã phục vụ món bò giác vàng trước đó, nhưng việc dư luận dậy sóng gần đây đã truyền cảm hứng cho việc tái tạo thương hiệu nhà hàng.
Nhà hàng đã phục vụ hơn 1.000 thực khách đến thử món bò giác vàng. Kính thưa quý vị, ông Đường còn nói rằng ông phải gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Tô Lâm. Ông Đường trả lời sau khi được hỏi tại sao lại đưa ra ý tưởng này dù là món này rất là nhạy cảm. Rằng ông đã nghĩ tại sao ông không mở một nhà hàng bán thịt nướng giác vàng với giá cả phải chăng, kính thưa quý vị. Wow. Trong khi đó thì lần đầu tiên nữ ca sĩ gốc Việt được đề cử giải Grammy ở hạng mục album nhạc cổ điển có giọng hát hay nhất. Kính thưa quý vị, vòng thứ 3 ngày 23 tháng 11, album Mythologies của nữ ca sĩ gốc Việt Sangeeta Kaur Teresa Mai nhận được đề cử giải Grammy lần thứ 64 ở Mỹ trong hạng mục album nhạc cổ điển có giọng hát hay nhất. Các mặt trong album, giọng nữ cao Hila Pigman cũng nhận được đề cử. Trong toàn lịch sử của Grammy từ năm 1959, đây là lần đầu tiên một giọng hát của nữ Á Đông nói chung và là giọng hát người Mỹ gốc Việt nói riêng được đề cử trong hạng mục này. Chỉ có 5 album trên thế giới được bình luận cho mỗi hạng mục. Nữ ca sĩ Sangeeta Kaur Teresa Mai có tên là Mai Xuân Loan. Cô sinh ra và lớn lên ở tiểu bang California trong một gia đình gốc Việt. Cô tốt nghiệp nhạc viện ở Boston thuộc tiểu bang Massachusetts với bằng Master of Music in Vocal Performance. Tuy thêm gần 2 năm tu nghiệp ở Venice, Ý Đại Lợi, cô đã sở hữu một giọng hát cao mạnh mẽ nhưng ngọt ngào cho thể loại nhạc cổ điển và opera. Nữ ca sĩ đã trình diễn nhiều nơi tại Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới. Kính quý vị, ngoài ra, cô còn giành về hơn 30 giải thưởng âm nhạc danh giá trên con đường sự nghiệp. Giới âm nhạc Mỹ gọi cô là người phụ nữ thời phục hưng trong thời đại của nhạc mới. Bên cạnh những cống hiến hết cho âm nhạc, cô còn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Empower with Art Production. Với mục đích thực hiện những sáng tạo âm nhạc đem lại sự lạc quan, tích cực cho đời, kính thưa quý vị. Quay sang một bản tin khác, Cover California nhấn mạnh về trợ giúp tài chính chưa từng có cho 1.1 triệu người California không có bảo hiểm y tế. Vào thứ Ba, ngày 7 tháng 11, Cover California ra mắt chuyến thăm viếng ảo các vấn đề về bảo hiểm trên toàn tiểu bang nhằm thúc đẩy việc ghi danh mở rộng và quảng bá về mức độ bảo vệ tài chính mà bảo hiểm cung cấp cho cư dân California trong trường hợp bị ốm đau hoặc thương tích. Ngoài ra, chương trình còn nhấn mạnh về các khoản trợ giúp tài chính chưa từng có nhằm giúp cho người dân giảm đáng kể chi phí bảo hiểm. Kính thưa quý vị, ước tính đã có khoảng 1.1 triệu người California hiện nay không có bảo hiểm và không có đủ điều kiện để được trợ giúp tài chính. Tuy nhiên, phần lớn những người có lợi tức cao hơn mức quy định vẫn có thể nhận được bảo hiểm y tế miễn phí thông qua Covered California hoặc Medi-Cal. Trong trường hợp không đủ điều kiện hưởng mức bảo hiểm miễn phí, người dân vẫn có thể nhận được mức trợ giúp tài chính đáng kể. Kính thưa quý vị, hiện nay hơn một nửa số người ghi danh Covered California đang trả dưới 10 Mỹ Kim cho một tháng và 75% đang trả dưới 100 Mỹ Kim cho chương trình sức khỏe có thương hiệu tốt. Thời gian ghi danh mở rộng Covered California kéo dài cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022 và những người trong mong muốn bảo hiểm của họ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 cần phải ghi danh trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Người tiêu dùng quan tâm có thể truy cập vào trang web coverca.com/vie Vietnamese để tìm hiểu về các lựa chọn bảo hiểm và ghi danh trực tuyến. Tìm một đại diện bảo hiểm địa phương hoặc chuyên viên ghi danh được chứng nhận khác trên trang web để được trợ giúp miễn phí. Gọi cho Cover California theo số 800-652-9528 và nhận thông tin hoặc ghi danh qua điện thoại, kính thưa quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần của SET. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những bản tin văn nghệ và đời sống. Rất cảm ơn quý vị.